chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì khối khí mát tràn xuống đã dập tắt tình trạng nắng nóng gay gắt ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ bao gồm Hà Nội trong suốt mấy ngày qua. Nhiệt độ đã giảm mạnh, đơn cử như ở tại trạm Láng Hà Nội vào lúc 13 giờ trưa nay thì nhiệt độ đã là 34,4 độ, tức là giảm khoảng 5,3 độ so với cùng thời điểm vào ngày hôm qua. Trưa nay thì những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực vùng núi Đông Bắc. Cụ thể là ở tại khu vực Mẫu Sơn của Lạng Sơn thì gió đã chuyển hướng Đông Bắc, mưa dông mạnh mẽ xảy ra với lượng mưa tính đến 13 giờ trưa nay đạt 72mm. Từ tối và đêm nay cho đến sáng sớm ngày 22 tháng 5, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ 30 cho tới 60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm. Mưa xuống sau những ngày nắng nóng gay gắt, bầu khí quyển có sự xáo trộn mạnh nên dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do vậy, người dân cần phải hết sức chú ý đề phòng. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại Bắc Bộ trong ngày mai sẽ giảm nhanh. Thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ từ 29 cho tới 32 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, các tỉnh như ở tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 đến 34 độ. Cùng chung xu thế tác động của rãnh thấp gây mưa phía Bắc, nên khu vực Bắc Trung Bộ cũng là nơi được cảnh báo có mưa dông mạnh xảy ra từ đêm nay. Nhiều nơi còn đạt lượng mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa với lượng lớn nên từ nay đến ngày 22 tháng 5, trên các sông suối ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp nên người dân cần chú ý đề phòng. Do có mưa nên nền nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ giảm. Nắng nóng gay gắt hầu như đã được dập tắt trên khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ còn từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó, dọc các tỉnh thành còn lại, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có mây thay đổi trong ngày, mưa chưa có điều kiện xảy ra nhiều. Chỉ cục bộ vào lúc chiều tối, nhưng hiện tượng phơn không còn, khiến nắng nóng gay gắt cũng giảm hơn tại đây. Mức nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng là từ 33 đến 36 độ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam thuộc ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không thực sự ổn định. Ban ngày thì trời có mây thay đổi, nền nhiệt độ vẫn cao, phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Đến khoảng chiều tối thì trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác. Lưu ý với các tỉnh thành của Nam Bộ là mưa dông có xu hướng tăng hơn về diện từ khoảng chiều tối mai. Và trong cơn mưa dông, người dân cần đề phòng hiện tượng dông sét và gió giật mạnh đi kèm. Ở trên biển trong đêm nay và ngày mai thì sự hoạt động của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí mát từ phía Bắc sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực biển ở vùng Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông. Gió tại đây thịnh hành theo hướng Đông đến Đông Bắc, cường độ chỉ khoảng là cấp 4 nên tình trạng biển không động. Tuy nhiên cần lưu ý với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trong khi đó thì ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam cũng chỉ ở mức là cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên là mưa rào và dông cũng xảy ra nhiều nơi, khiến tầm nhìn giảm kèm hiện tượng gió giật trong cơn dông, nên thời tiết gây trở ngại hơn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.